Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Zinli Swap, nhận 20 token Zinli. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi làm start chatbot nè bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn click cấp xa để dự có bot nè. 8 B V F N rồi các bạn gửi cho bot nè, rồi các bạn chọn irup nè, nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group nè, bắt up lên nè, chọn tiếp kênh seller nè, rồi tiếp tục các bạn copy hết tan từ irup tới dự án Simfarming nè, một follow từ Twitter và tan tiếp đi tiếp với hết tan và tan ba người bạn vào nè, các bạn bạn like nè, các bạn dự án với Twitter nè, dán hết tan và tan ba người bạn vào nè, các bạn rồi tôi quyết lại, sau đó các bạn bắt đắp lên rồi. Bấm vào submit đi tên, bấm done, tiếp tục gỡ đường link profile tại Twitter của mình nha các bạn. Trên tờ Twitter các bạn nhấp ba gạch cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè, rồi sao chép liên kết gọi là cho bot. Tiếp tục gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet mình nè. Copy địa chỉ với gọi là cho bot. Rồi xuân tiếp kênh seller. Rồi bấm done. Tiếp tục submit link request. Rồi chia sẻ. Sẽ chép liên kết gọi là một link. Rồi tiếp tục subscribe kênh YouTube, gõ đường link và profile YouTube nha các bạn. Rồi các bạn đăng ký kênh iDropKin. Rồi sau đó các bạn nhấp vào kênh của bạn, nó tay vào kênh của bạn, nhấp vào ba kênh cùng, nhấp vào chia sẻ. Rồi sao chép đường link liên kết, sau đó các bạn gửi lại cho nó nè. Tiếp tục bấm sao tới cập nhật tài khoản mình nè. Ok, mình đã nhận được 20 token Zinli nè. Rồi các bạn nhớ đăng ký chia sẻ cho bè những thân đứa kiếm nó cần nha bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.